Thưa quý vị, thời gian gần đây, dư luận xã hội đã không khỏi bàng hoàng trước thông tin một thầy giáo đã có hành vi không đúng chuẩn mực với hai nữ sinh, sinh năm 2010 và 2013. Đáng nói hơn, bé gái sinh năm 2013 còn là nạn nhân của một vụ án khác mà kẻ thù ác lại chính là người hàng xóm của bé. Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Minh Tâm, sinh năm 1971, thôn Thành Mỹ, xã Phù Lưu, giáo viên của trường tiểu học Thụ Lộc. Phan Văn Đàm, sinh năm 1955, chú thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu, về hành vi giờ trò đồi bại với người dưới 16 tuổi. Hành trình nhà chức trách đưa hai kẻ biến thái ra ánh sáng bắt nguồn từ lá đơn gia đình nữ sinh Y, sinh năm 2010, học sinh lớp 5 trường tiểu học Thụ Lộc, cấp báo đến công an sở tại. Tố giác Tâm có hành vi làm bậy con em họ ngay tại nhà riêng của ông này trong các buổi học thêm. Thầy Tâm từng nhiều lần đưa xuống khu bếp ôm hôn, sờ mó vào những vùng nhạy cảm. Y nói trong nước mắt. Công an huyện Lộc Hà ngay khi nhận tin báo đã vào cuộc xác minh. Vào chiều ngày 3 tháng 3, lực lượng này có quyết định tạm giữ nam giáo viên, khám xét ngôi nhà nơi ông này tổ chức dạy thêm, hòng nhanh chóng đưa vụ việc ra ánh sáng. Ông Tâm tại cơ quan điều tra cúi đầu thừa nhận nhiều lần giờ cho đổi bại nữ sinh y, đúng như tố cáo từ nạn nhân và gia đình. Quá trình điều tra mở rộng vụ việc, cơ quan công an làm rõ ngoài cáo buộc làm bậy với cô bé nữ sinh tiểu học, Tâm từng có hành vi quan hệ với T là học trò cũ, cùng chú địa bàn xã Phù Lưu, theo tố cáo từ nữ sinh T, nam giáo viên nhiều lần thực hiện hành động sàm sỡ, đụng chạm vào vùng nhạy cảm. Lần đầu tiên, ngay tại giảng đường, thầy giáo tiểu học những ngày sau đó chủ động nhắn tin rủ nữ sinh đến nhà, đưa vào phòng ngủ, thực hiện hành vi. Những việc làm này kéo dài từ học kỳ 2, năm lớp 4 đến hiện tại. Lần gần nhất, Tâm giờ trò với cô nữ sinh tội nghiệp diễn ra vào ngày 22 tháng 2 năm 2023. Ngoài tố cáo thầy giáo cũ, Tê phanh phui thêm cụ ông hàng xóm Phan Văn Đàm, 68 tuổi, từng có hành vi tương tự mỗi lần cô bé qua chơi nhà. Khai nhận với công an, Tâm và Đàm thừa nhận từng nhiều lần giao cấu với nữ sinh Tê như điều tra từ nhà chức trách. Những kẻ đồi bại sau mỗi lần thực hiện hành vi bỉ ổi, dỗ dành nạn nhân bằng cách cho từ 10 đến 20 nghìn đồng. Thưa quý vị, đây là hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động miền quê nghèo, Hùng thủ ẩn nấp dưới vỏ bọc là một người thân quen, không chỉ với nạn nhân mà còn với gia đình nạn nhân, nên có thể dễ dàng tiếp cận các bé và thực hiện hành vi đồi bại của mình. Qua đây, các bậc phụ huynh các gia đình có con gái nhỏ nên có các biện pháp phòng ngừa chung, đồng thời hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính để bảo vệ các bé khỏi những kẻ gian trong xã hội.